Hello, hello, chúng em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTC Kẻ Minh. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần 5 của truyện Đấu Phá Thương Khung thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần 6 rồi phải không nào? Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 6, Kế Độ Hợp Tăng Vọt. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như em xem video này nhưng mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ đăng kênh cũng cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Cả người mồ hôi đầm đìa ngồi ở khu vực phía trên. Tiêu Viêm thở hổn hển vài hơi chọc khí, tay áo bào nào li mồ hôi trên trán, cười khổ lắc đầu. Chỉ mới qua vài phút, thế nhưng so với đại chiến với đại đấu sư một hồi còn mỏi mệt hơn. Có điều hoàn hảo là Mỹ Đô Toa Lữ Vương kia không biết về duyên cơ gì, lực lượng yếu đi rất nhiều, nếu không hôm nay chỉ sợ là Tiêu Viêm thật sự sẽ bị nàng trực tiếp làm thịt. Trong lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, di động ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại một đoàn hỏa xa không ngừng chạy dọc theo thân thể, chính là thanh sắc hỏa diễm bay lượn lên xuống. Nhất thời ngẩn người, miệng hơi há ra. Đoàn thanh sắc hỏa diễm như trường tiên này là do lúc Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại, tiện tay lôi kéo mà tạo ra, coi bộ là dáng thoải mái, giống như không làm cho hắn hao phí quá nhiều tinh lực. Sau khi trường tiên hỏa diễm bị xuất ra, khi mà thoát ly khỏi bàn tay của Tiêu Viêm, tự động xoay tròn dọc theo thân thể của hắn. Coi trạng thái đó giống như là thần vật có linh tính hộ chủ vậy. Hai mắt sững sờ nhìn thanh hỏa diễm trường tiên xoay quanh cơ thể. Khóe miệng của Tiêu Viêm có chút giật giật. Tuy nói rằng trải qua hơn 20 ngày rèn luyện, trình độ khống chế của hắn đối với thanh liên địa tâm hỏa thuần thục không là ít, nhưng mà trong lòng hắn cũng minh bạch, bằng vào năng lượng khống chế hỏa diễm của mình, muốn dùng tay đem hỏa diễm trước mặt khống chế được linh hoạt như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà sự thật xuất hiện trước mắt cũng làm cho hắn trở lên mừng rỡ nhiều điên, trong đầu mờ mịt. Sửng sốt một hồi, Tiêu Viêm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra nhẹ nhàng tiếp xúc thanh sắc của hỏa diễm trường tiên đang xoay quanh. Bàn tay vừa tiếp xúc thanh sắc hỏa diễm, sau đó ngoan ngoãn vâng lời biến thành một đám thanh sắc hỏa diễm bám dính vào bên tay của Tiêu Viêm. 10 ngón tay điểm lẫn nhau, sau đó từ từ co lại. Tức thì 10 đạo thanh sắc hỏa diễm cong cong xuất ra, song trưởng huy động. Thanh liên địa tâm hỏa trên tay khi thì bốc lên, khi thì hạ xuống. Nhìn bộ dạng linh hoạt so với lúc của Tiêu Viêm luyện chế đan dược mấy hôm trước, không biết là mạnh hơn là bao nhiêu. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Theo tâm niệm chuyển động không ngừng, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành cái dạng hình dạng khác nhau. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Tiêu Viêm lại càng dày đặc hơn. Sau khi khống chế được, hắn cảm giác rõ ràng thanh niên điện tâm hỏa đối với mình vô cùng là thân thiết. So với trước kia, rõ ràng là bỗng nhiên tăng mạnh lên vài lần, mà trước kia ngầm ẩn cảm giác kháng cự, giờ đây lại lặng lẽ yếu đi rất nhiều. Cao mày trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên thoáng động, thấp giọng lẩm bẩm rồi nói, chẳng lẽ là bởi vì hạt sen của địa hỏa? Trong lòng hiện ra ý niệm này, nhưng mà thật ra làm cho Tiêu Viêm có chút hiểu rõ hơn. Hạt sen của địa hỏa so với thanh niên điện tâm hỏa đồng một thể. Hiện giờ thì mình đã hấp thu năng lượng tinh hoa của hạt sen địa hỏa vào trong cơ thể, chính là đánh bậy mà chúng khiến cho độ phù hợp của thân thể của mình với thanh niên địa tâm hỏa càng ngày càng hoàn mỹ hơn. Theo phân tích như vậy, Tiêu Viêm đang nhíu chặt mày từ từ giãn ra, một chút vui sướng hiện lên trên khuôn mặt. Hắn không nghĩ tới phục dụng hạt sen của địa hỏa lại còn có điều kiện kỳ diệu ngoài ý muốn như thế. Độ phù hợp chợt tăng lên, quả thực là so với việc hoàn toàn chữa trị thương thế còn làm cho Tiêu Viêm hưng phấn hơn. Dù sao thì thương thế sớm hay muộn cũng có thể khỏi hẳn, nhưng mà độ hòa hợp của thân thể với thanh niên địa tâm hỏa chỉ có thể nhờ vào thời gian cọ sát như vừa rồi mới có thể tăng lên thong thả. Cho nên như vậy, hai cái quý hiếm cùng với thực dụng vừa mới thấy liền biết ngay, khuôn mặt điểm chút vẻ vui mừng. Ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú vào thanh sắc của hỏa diễm trên 10 ngón tay. Hỏa diễm hơi lay động, một lát sau dĩ nhiên là trên 10 đầu ngón tay ngưng tụ thành 10 mũi nhọn địa hỏa vô cùng là sắc bén. Bởi vì hắn áp xúc cho nên trên 10 mũi nhọn hỏa diễm này ẩn chứa lực phá hoại, không thể nghi ngờ có chút là cường liệt. Co ngón tay khẽ bắn ra, 10 mũi nhọn hỏa diễm bỗng nhiên bạo xuất, kinh khí nóng chảy ngoài thân thể của chúng hình thành một vòng thanh sắc quang mang thật là nhỏ. Lúc những mũi nhọn này đâm sâu trúng vách tường, ngón tay của Tiêu Viêm co lại, tức thì những mũi nhọn kia tự như là bị lôi lại, mạnh mẽ quay trở về đường cũ, phóng ngược về phía của Tiêu Viêm. Mỉm cười nhìn những mũi nhọn thanh sắc hỏa diễm quay về, ngón tay của Tiêu Viêm bình thản xuất ra. 10 mũi nhọn kia lập tức nhập vào trong ngón tay của hắn. Thanh sắc hỏa diễm trên bàn tay chậm rãi tiêu tán. Tiêu Viêm nhìn bàn tay không có chút vết thương nào, gật đầu kinh sợ. Đối với sự khống chế của thanh niên địa tâm hỏa của hắn trước kia, rõ ràng không thể đạt đến khả năng sau khi phóng xuất ra, sau đó có thể thu hồi trở lại, mà hiện giờ sau khi hấp thu hạt sen địa hỏa, độ khống chế của Tiêu Viêm đối với dị hỏa đã có thể làm cho hắn hoàn toàn động tác khống hỏa có yêu cầu cao này. Mỗi một đám thanh niên địa tâm hỏa đều cần cho Tiêu Viêm vận dụng thật nhiều đấu khí mới có thể theo bên trong khí toàn mà lạp vào thể nội. Nếu như mỗi lần xuất động, sau khi dị hỏa bắn ra ngoài mà không thể thu hồi, không thể nghi ngờ đó là một hành động lãng phí xa xỉ cực kỳ. Nếu như trong lúc chiến đấu mà phung phí kiểu này, chính là vì đối với sinh mạng của mình lên không tiếc.
thế nhưng hiện giờ có thể phóng ra thu về dị hóa. Tiêu Viêm tự nhiên đối với chuyện này cảm thấy phi thường vừa lòng. Thưởng thức thêm lần thứ hai thanh niên địa tâm hỏa cực kỳ linh động, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi đem toàn bộ thu hồi vào trong cơ thể. Bàn tay xuất ra một chiêu với đài sen đang lơ lửng giữa không trung, sau đó lập tức hóa thành một đạo thanh mang tiến vào bên trong lạp giới. Đem thứ này tù lại, Tiêu Viêm vặn eo một cái, xương cốt toàn thân va chạm vào nhau kêu lên răng rắc một hồi. Cảm giác vui sướng ngập tràn làm cho Tiêu Viêm sảng khoái thở ra một hơi, làm chặt hai nắm đấm hung hăng đánh ra. Quyền trưởng quần quận thật là uy vũ sinh phong, thể hiện một tư thế thật là bất tục. Cảm thụ được cơ thể đang căng thẳng đột nhiên bộc phát một cỗ kinh lực kinh khủng, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Tuy rằng lần trọng thương này làm cho mình phải chịu nhiều đau khổ, mặc kệ như thế nào, hiện tại thân thể của mình có thể phát ra lực chiến đấu vượt qua trước khi bị thương. Như vậy xem ra lần bị thương này cũng thật là đáng giá. Đứng tại chỗ, mắt của Tiêu Viêm khép hở ngẫm nghĩ, tâm thần chìm vào trong cơ thể nhanh chóng kiểm tra một vòng, sau đó mở mắt ra, tay nắm lại khẽ cười rồi nói: trải qua hà sen dị hỏa rót vào, như vậy là hiện tại ta đã có thực lực lục tinh đấu sư rồi hay sao? Cười cười vui mừng, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới cạnh giường, nhìn Thôn Thiên Mãng đang cuộn tròn trong chăn, miệng phát ra một tràng cười hằng hắc. Nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, đôi mắt rắn màu tím của Thôn Thiên Mãng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của hắn, không hề để ý quay đầu đi tới nhìn thân thể mềm mại nằm ở trên giường. Hiển nhiên trước kia Tiêu Viêm bất ngờ cử động quán chú năng lượng, làm cho Thôn Thiên Mãng vừa có linh trí ban sơ, trong lòng thoáng chút căm giận. Nhìn thấy Thôn Thiên Mãng tự nhiên là một hài tử dỗi hờn, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay ôm nhu vuốt ve thân thể của nó. Sau khi thấy nó vẫn không có phản ứng, đành cười khổ lấy trong lạp giới ra một lọ tử tinh nguyên mở nắp ra. Một cỗ hương nhàn nhạt ký tức lóng chảy chậm rãi bốc lên. Tử tinh nguyên vừa lấy ra khỏi lạp giới, Thôn Thiên Mãng mềm mại đang nằm trên giường mạnh mẽ trồm lên, quay đầu lại nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn cỗ hương tử tinh nguyên màu tím nhạt, trong mắt thoáng một tia khát vọng. Sau một lúc chần chờ không nhẫn lại được, tham ý trong lòng vẫy động cái đuôi rất nhanh trần trước mặt của Tiêu Viêm, lưỡi rắn thè ra gây thêm âm thanh tê tê. Cười tủm tỉm đem lọ đưa tới, Thôn Thiên Mãng vẫy đuôi, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh như là tia chớp xuất hiện trước cái lọ, đầu tìm tòi, lưỡi đưa vào trong lọ hấp thụ một cách tham lam. Bởi vì lúc này ý Tiêu Viêm muốn tiêu trừ oán khí trong lòng của nó, nên hắn vẫn chưa ngăn cản nó tham lam hấp thụ, chỉ là nhìn vào lọ thấy tử tinh nguyên chậm rãi vơi dần, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ đau lòng. Đến khi tử tinh nguyên trong bình bị Thôn Thiên Mãng hấp thu hết gần 1/10, rốt cuộc nó ngừng lại không hấp thu nữa, đầu thoáng chút mơ hồ mở miệng lọ bỏ xuống, trong con mắt màu tím hiện lên một chút ý say. Nhìn Thôn Thiên Mãng lắc lư cái đầu sáng loáng, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, cẩn thận đem tử tinh nguyên thu về. Bàn tay ấm áp vuốt ve thân thể của nó, bất đắc dĩ rồi nói: tiểu gia hỏa kia, còn chưa vừa lòng hay sao? Ăn vặt của ngươi. Lúc này Thôn Thiên Mãng vẫn không tránh né Tiêu Viêm, lắc lắc cái cổ thon dài, trong mắt hiện ra một cỗ ánh sáng màu tím, miệng hé ra một tiếng phù vang lên, một đạo tử sắc hỏa diễm bỗng từ miệng của nó phun ra. Hỏa diễm mãnh liệt trong giây lát đem cây xà gỗ trong phòng đốt cháy thành một đống đen như than củi. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn đống than kia phát ra tiếng kêu răng rắc, khóe miệng của Tiêu Viêm có chút giật giật, lát sau cúi đầu nhìn Thôn Thiên Mãng thản nhiên phun ra từng đám hỏa diễm không ngừng. Tiêu Viêm giở khóc giở cười lắc đầu: tên gia hỏa này, tử tinh nguyên mà cũng muốn ăn bao nhiêu thì ăn hay sao? Năng lượng tử hỏa lồng đậm khiến cho ngươi giận dữ, chính là tử hỏa có thể dễ dàng hội tụ thành lực sát thương không yếu chút nào. Loại tử hỏa này cho dù là Vân Chi trước kia cũng phải kiêng kỵ. Bất đắc dĩ nhìn nó giống như là đang chơi đùa bình thường, ngẫu nhiên lại phun ra một đám lửa, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Vừa mới đứng dậy dọn dẹp căn phòng hỗn loạn, thân thể bỗng nhiên đờ ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào tử sắc hỏa diễm. Một đạo ý niệm lặng lẽ từ tận đáy lòng hiện ra: nếu như sử dụng tử tinh nguyên chế tạo ra tử hỏa, rồi đem dung hợp cùng với thanh niên địa tâm hỏa, cuối cùng làm xuất ra Phật Lộ Hỏa Liên, uy lực cho dù so ra không hơn bản thân của chúng, nhưng mà cũng không kém hơn. Hơn nữa thì với thực lực hiện tại của ta, có khả năng khống chế hay không? Bàn tay chậm rãi vuốt cằm, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Tập truyện ngày nay của chúng ta đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây và luôn like, chia sẻ đăng kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là những em thấy quảng cáo đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ đột phá thương khung phần 7 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình, NTC xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.